Sau hơn 40 năm cộng đồng người Việt định cư tại Úc, lần đầu tiên sản phẩm nước mắm made in Australia có tên gọi là Oat Fish Sauce được làm từ 100% cá tươi tại Úc và tất nhiên là đã được Bộ An toàn Thực phẩm New South Wales chuẩn nhận. Một sản phẩm không thể thiếu tại mỗi bữa cơm của các gia đình người Việt. Mọi chi tiết để đặt mua xin vui lòng liên lạc 02-8102-7678 hoặc 0412-437-345 hoặc đến thẳng địa chỉ số 1/88 Civil Street, Fairfield East, New South Wales 2165. Oat Fish Sauce, niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Úc. Trung tâm giữ trẻ Tribeca Childcare chuyên giữ trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Sau gần 20 năm hoạt động, Tribeca Childcare đã có 3 cơ sở tại Kellyvale, Fairfield và Cabramatta với hơn hàng chục ngàn học sinh theo học, là nơi mà hầu hết phụ huynh đều tin tưởng để gửi con em đến trường. Ngoài ra tại Tribeca Childcare còn có một đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và vô cùng kiên nhẫn trong việc chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho tất cả học sinh của trường. Tribeca Childcare tự hào là trung tâm giữ trẻ đẳng cấp và toàn diện trong cộng đồng người Việt tại Sydney. Một chi tiết xin vui lòng liên lạc giám đốc điều hành anh Dinh Trang qua số điện thoại 0422 400 888. Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm báo Úc Châu của chúng tôi trong ngày hôm nay thứ Bảy 11 tây tháng 2 năm 2023. Và kính thưa quý vị, chương trình Điểm báo ngày hôm nay sẽ cùng thực hiện với luật sư Lưu Tường Quang. Kính chào luật sư. Xin chào cô Kim Hoàng và kính thưa tất cả quý vị khán giả của VFA TV. Và kính thưa quý vị khán giả, trong tuần vừa qua, những cái sự kiện nổi bật nhất đó là sinh hoạt tại Quốc hội sau khi Quốc hội tái nhóm và những cái thách đố đối với Thủ tướng Albanese cũng như những thách đố đối với lãnh tụ đối lập Peter Dutton trong tuần lễ đầu tiên của cuộc họp Quốc hội lần này là gì. Bên cạnh đó, rất nhiều những quan tâm đã diễn ra sau khi Ngân hàng Trữ Khiêm RBA một lần nữa gia tăng lãi suất vào ngày 7 tây tháng 2 vừa qua, và hiện nay mức lãi suất đã được gia tăng từ 3.1% vào thời điểm cuối năm 2022 lên thành 3.35%. Và đó sẽ là những thông tin chính mà chúng tôi sẽ gửi đến cho quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa luật sư, như Kim Hoàng vừa mới nói, Quốc hội đã tái nhóm. Và trong cái đợt tái nhóm lần này, những cái cuộc thảo luận diễn ra rất là sôi nổi. Chúng ta sẽ nói về phía đảng lao động của Thủ tướng Albanese đầu tiên. Theo đánh giá của luật sư thì những thách thức gì mà Thủ tướng Albanese đang vướng phải sau khi mà những cái cuộc họp quốc hội này đã diễn ra? Sau khi một cái thời gian nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới, thì Quốc hội Liên bang đã nhóm họp vào ngày thứ Hai, 6 tháng 2, 2023. Thế mà chỉ trong có 4 ngày thôi, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, nó có nhiều cái diễn tiến mà nó tạo ra cái sự thách đố không những cho chính phủ Albanese, cho chính cá nhân Thủ tướng Albanese, mà nó còn cho cả cá nhân của lãnh tụ đối lập là Peter Dutton. Cô Kim Hoàng đặt cái vấn đề là hỏi là cái thách đố về phía phương diện chính phủ là nó như thế nào. Thì đây nó là cái những cái diễn tiến có thể dự trù được một phần và cũng có thể không dự trù được một phần khác. Cái diễn tiến thứ nhất mà ông Albanese có lẽ không dự trù trước là cái việc mà nghị sĩ đảng xanh bà Lydia Thorpe đã đào ngũ. Tôi dùng cái chữ đào ngũ theo cái nghĩa là bà đã là ứng cử. Cái này gọi với... là đào ngũ công khai đó. Không, đào ngũ thì nó trở thành công khai, nhưng mà trong cái dự định, trong cái những cái lời phát biểu trước ấy, thì nó cũng đã cho chúng ta thấy là có thể bà đào ngũ, nhưng mà không nghĩ là bà có thể đào ngũ thực sự. Là tại vì lãnh tụ của đảng xanh là ông Adam Vance đã tìm cách giữ bà lại, nhưng mà sau cùng đã thất bại. Lập trường của bà Lydia Thorpe thì luôn luôn chống đối cái cuộc trưng cầu dân ý. Là tại vì bà ủng hộ một cái kế hoạch để công nhận cái chủ quyền của người thổ dân. Nó gọi là cái sovereignty của người thổ dân. Và cái điều đó thì nó không phải là chính sách của ông Albanese, mà nó cũng không phải là chính sách của đảng xanh. Cho nên vì lý do đó bà nói rằng bà muốn giữ cái quyền tự do phát biểu, cho nên bà phải rời bỏ cái hàng ngũ của đảng xanh. Mà điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là về cái phương diện chính trị đó, khi mà chính phủ Albanese không có đa số tại quốc hội, thì mỗi khi mà liên đảng chống đối một cái dự luật của chính phủ đó, thì ông Albanese cần phải có tất cả 12 nghị sĩ của đảng xanh ủng hộ.
cũng thêm một nghị sĩ độc lập, mà thông thường đó là ông David Pocock. Rồi bây giờ nếu mà bà Lilia Thorpe mà rời khỏi hàng ngũ của đảng xanh mà trở thành nghị sĩ độc lập, thì bà không còn bỏ phiếu tương tự như là đảng xanh nữa, bà bỏ phiếu với tư cách là độc lập. Và trong trường hợp như vậy thì ông Albanese phải cần ít nhất là 2 hoặc 3 nghị sĩ độc lập thì mới có thể thông qua được cái dự luật của chính phủ. Như vậy điều này cũng có nghĩa là bà Lydia Thorpe sẽ trở thành một trong những cái nhân vật mà được chính phủ lao động ve vãn để mà nhận lấy cái sự ủng hộ của bà, tương tự như chính phủ đã ve vãn một cái nghị sĩ độc lập tại tiểu bang Tasmania là bà Jackie Lambert trước đây. Và cũng như là ve vãn một nghị sĩ độc lập mới tại lãnh thổ ACT là ông David Pocock. Đúng như vậy, mà cái đó cũng là một cái, có thể cái đó cũng là một cái điều gì mà nó hấp dẫn đối với bà Lydia Thorpe. Là tại vì thứ nhất là bà có quyền phát biểu một cách tự do, không phải theo bắt buộc theo đảng xanh. Và thứ hai là chắc chắn là chính phủ Albanese sẽ ve vãn, phải ưa chuộng bà nhiều hơn, cho bà nhiều phương tiện hơn để có thể giành được cái lá phiếu ủng hộ của bà. Cho nên cái đó là một cái, tôi nghĩ là đứng về cái phương diện mà nguyên tắc thì bà đã đắc cử với tư cách là ứng cử viên của đảng xanh, thì có lẽ bà không nên rời khỏi đảng xanh. Nhưng mà luật lệ tại Úc, trong Quốc hội Úc, thì một dân biểu hay một nghị sĩ có thể đắc cử với tư cách là độc lập rồi gia nhập một đảng, hoặc là ứng cử với tư cách là thành viên của một đảng rồi trở thành độc lập, hoặc là đảng này nhảy vọt qua đảng kia. Cái đó là ở Úc này là cái chuyện đó nó xảy ra rất dễ dàng, nó không có gì ngăn cản cả. Nhưng mà tại một vài nước khác thì cái chuyện đó không được, nhưng mà tại nước Úc thì nó được. Và khi mà nói đến những cái quyết định của nghị sĩ độc lập, tân nghị sĩ độc lập bà Lydia Thorpe liên quan đến vấn đề thổ dân, thì hiện nay chúng ta, nước Úc đang bị phân hóa trong cái cuộc trưng cầu dân ý mà dự phỏng là sẽ diễn ra vào tháng 8 năm nay, gọi là Voice to Parliament. Trong cuộc trưng cầu dân ý lần này thì chính phủ Albanese cũng đang bắt đầu gặp khá nhiều khó khăn. Và cá nhân ông Albanese cũng đã có những nhượng bộ đầu tiên đối với liên đảng đối lập, phải không thưa luật sư? Đúng như vậy, lập trường của ông Albanese thì rất rõ ràng ngay từ giai đoạn đầu. Là ông nói rằng điểm thứ nhất là trái với thông lệ trong cái cuộc trưng cầu dân ý mà dự trù sẽ tổ chức vào tháng 8 năm nay 2023. Thì chính phủ thứ nhất là không tài trợ cho cái phe bỏ phiếu thuận, tức là yes vote, cũng như cho cái phe bỏ phiếu chống, tức là no vote. Và đồng thời ông cũng quyết định là chính phủ không bắt buộc phải phổ biến những tài liệu mà trong đó phải trình bày một cách khách quan những cái lập luận về yes vote và những cái lập luận về no vote. Cái đó là cái lập trường khởi đầu của ông Albanese. Nhưng mà dưới cái sự chất vấn hầu như hàng ngày và chỉ trích hầu như hàng ngày của lãnh tụ Peter Dutton, và sau cùng là ông Peter Dutton nói một cách dứt khoát là chính phủ phải công bằng, tức là cái tài liệu mà chính phủ phổ biến cho cư dân thì phải có hai phần. Một phần là đưa ra những cái dữ kiện và những cái lập luận về cái trường hợp ủng hộ, tức là cái yes vote, và một phần khác là đưa ra những cái dữ kiện và những cái lập luận cho no vote. Là tại vì phải làm như vậy đó thì cử tri người ta mới có thể nghiên cứu vấn đề, người ta quyết định thì nó mới là cái cuộc đầu phiếu nó mới có ý nghĩa. Thì lúc đầu thì ông dự trù, ông nghĩ là ông có thể giữ được lập trường, nhưng mà sau cùng cái áp lực nó quá lớn thì ông bắt buộc ông phải thay đổi lập trường, tức là hủy bỏ đi cái chính sách trước và chấp nhận cái lời yêu cầu của ông Peter Dutton. Điều này thì thật sự tôi nghĩ là nó quan trọng, là tại vì nếu mà chính phủ không có trình bày cái vấn đề một cách khách quan yes và no như vậy đó thì có thể làm cho cử tri bất mãn và cử tri chống chính phủ hay chăng. Nhưng mà nếu đi chấp nhận cái lời yêu cầu của ông Peter Dutton thì có thể làm cho một số người hài lòng, nói rằng chính phủ cũng có cái sự tôn trọng, một cái sự lắng nghe, sự tôn trọng và khách quan. Thì cái điều đó nó có thể dẫn đến cái tình trạng mà người ta ủng hộ chính phủ nhiều hơn chăng. Cái đó là một ván bài. Dạ, cái đó là một ván bài mà chúng ta không thể biết được trước kết quả như có thế nào. Có thể là được coi như là một cơ hội cho chính phủ Albanese trong cuộc trưng cầu dân ý lần này. Mặc dù trong lịch sử của nước Úc thì hầu hết những cuộc trưng cầu dân ý đều rất là khó được thành công. Lý do là bởi vì không có sự ủng hộ của phía đối lập, và đặc biệt là cũng không có được hai đa số quan trọng nhất.
Và chúng ta phải chờ xem là cái cuộc trưng cầu dân ý năm nay 2023 nó có khác biệt như thế nào so với những cuộc trưng cầu dân ý trước đây hay không. Có lẽ cũng vì lý do đó mà có vẻ có thể ông Albanese đang tìm cách chiều chuộng ông Peter Dutton để cho đảng tự do chính thức ủng hộ cái lập trường của chính phủ. Là tại vì trong hầu hết các cuộc trưng cầu dân ý, khi mà chính phủ và đối lập bất đồng ý kiến với nhau thì thường thường là thất bại. Mà nếu mà chính phủ và đối lập mà đồng ý với nhau đó thì cái xác suất thành công nó nhiều hơn. Cho nên cũng vì lý do đó mà về cái phương diện thủ thuật nghề nghiệp chính trị thì ông Albanese cũng không phải là một tay vừa. Ông cũng là một cái người rất là quyển chuyển. Và ông đang chứng tỏ cho cử tri Úc thấy được là khả năng của ông, là bởi vì trước đây thì ông cũng đã từng xác nhận với các cơ quan truyền thông là tất cả mọi người thường đánh giá thấp về khả năng thực sự của ông. Và đây là thời điểm hoặc là đây là cơ hội ông phải chứng minh cho tất cả cử tri Úc thấy là họ đã đúng khi họ bầu chọn ông vào vai trò thủ tướng vào ngày 21 tây tháng 5 vừa qua. Và đó là tất cả những diễn tiến liên quan đến đảng lao động của Thủ tướng Albanese về phía đối lập, thưa luật sư. Trong những ngày vừa qua, đặc biệt là ngày thứ năm và thứ sáu, thì lãnh tụ đối lập Peter Dutton đã bắt đầu đối diện với những thách thức thực sự từ chính nội bộ của mình. Cái khó khăn của ông Peter Dutton đó là khởi đầu ông đã đứng trong vị thế rất là yếu, là tại vì cử tri vẫn hay còn dè dặt đối với Liên đảng Tự do Quốc gia. Những cái cuộc thăm dò cử tri mới nhất của News Poll hồi đầu tuần đó thì cho thấy chính phủ lao động vẫn dẫn trước Liên đảng Tự do Quốc gia ở một cái chỉ số rất là thoải mái, tức là 55/45%. Tuy rằng nó đã có một vài dấu hiệu chứng tỏ rằng cái sự ủng hộ dành cho ông Albanese với tư cách là cá nhân trên cái cương vị thủ tướng thì nó bắt đầu nó giảm sụt từ 3%, từ 56% xuống còn 53%. Cái đó nó không ảnh hưởng gì cả đến cái tư thế hiện nay, là tại vì 53% nó vẫn là trên 50, nó vẫn là con số lớn. Thế nhưng mà nếu cái đó nó là một cái khuynh hướng, một cái chiều hướng mà nó bắt đầu nó lộ diện ra và nó tiếp tục thì đó là một yếu tố tiêu cực. Nhưng mà vào giờ phút này thì chúng ta chưa thấy nó là một yếu tố tiêu cực. Nhưng mà ngược lại đó thì ông Peter Dutton không phải là bất ngờ, là tại ông đã biết trước. Nhưng mà có lẽ nếu ông có thể chọn được cái thời điểm thì ông không muốn một vị cựu bộ trưởng trong chính phủ Morrison mà rời bỏ chính trường trong thời điểm này. Kính thưa luật sư, chúng ta đang nói tới cựu bộ trưởng giáo dục trong chính phủ Scott Morrison, đó là ông Alan Tudge đã vừa tuyên bố rời khỏi chính trường. Điều này cũng có nghĩa là đơn vị của dân biểu Alan Tudge là đơn vị Aston tại tiểu bang Victoria cần phải có một cái cuộc bầu cử bổ túc để tìm ra một dân biểu mới, và liệu rằng đảng tự do có cơ hội chiến thắng nữa hay không, hay là đảng lao động hiện nay đang có nhiều cơ hội hơn? Cái vấn đề của cái đơn vị Aston ở Victoria đó thì nó là một trong những cái đơn vị mà may mắn đảng tự do duy trì và giữ được, trong khi những cái đơn vị khác, chẳng hạn như cái đơn vị khu dông của ông cựu bộ trưởng ngân khố George Frenberg thì đã lọt vào tay của dân biểu độc lập, hay là dân biểu gọi là độc lập, tức là Thiel Independent. Cho nên cái thời điểm tôi nói là ông Peter Dutton không ngạc nhiên, là tại vì cái việc mà ông Alan Tudge có ý định rời khỏi chính trường này, là ông đã nói với ông Peter Dutton mấy tháng trước đây, thì bây giờ ông đã thực hiện cái lời nói đó. Cái khó khăn của ông Peter Dutton đó là trong cái thế mà chính phủ đảng lao động đang có thế thượng phong thì làm thế nào mà để có thể giữ được cái đơn vị Aston đó cho đảng tự do. Thì ngay khi mà cái tin tức vừa mới phổ biến đó, thì người ta nói rằng đây có thể là một cơ hội cho cựu bộ trưởng ngân khố George Frydenberg tranh cử trở lại để trở vào quốc hội. Nhưng mà tin sau cùng đó thì ông George Frydenberg từ chối không ra ứng cử vào lúc này. Có thể trong cuộc bầu cử vào năm 2025 thì ông sẽ ra ứng cử, chúng ta chưa biết được. Nhưng mà ít nhất là trong tháng 3, tháng 4, tháng 5 năm nay ông không ra tranh cử tại đơn vị bổ túc Aston. Và trong trường hợp đó thì đảng tự do phải tìm được một người ứng cử viên sáng giá để có thể duy trì được cái đơn vị đó. Mà đối với ông Peter Dutton đó, trong cái truyền thống chính trị tại Úc đó, thì chính phủ ít khi nào mà chiến thắng được một cuộc bầu cử bổ túc.
Tại vì trong các cuộc bầu tú là cái lúc mà cử tri tức giận chính phủ thì chứng thì cử tri bày tỏ cái sự tức giận đó bằng cách là chống chính phủ trong các cuộc bầu tú, trong các cuộc bầu cử bầu tú. Cho nên trên nguyên tắc thì một chính phủ ít khi thắng được trong một cuộc bầu cử bầu tú. Mà nếu lần này mà ông Peter Dutton không giữ được hoặc là giữ được với một cái chỉ số rất là marginal, rất là khít khe, thì ông sẽ có thể mất uy tín. Cho nên vì lý do đó mà tôi nghĩ rằng cái thách đố với ông Peter Dutton là làm thế nào phải chọn một cái ứng cử viên rất là sáng giá để không những giữ được cái đường vị Ashton cho đảng tự do mà còn gia tăng được cái số, còn gia tăng được đa số. Thì làm có như vậy là sẽ biến đơn vị Ashton trở thành một cái đơn vị an toàn cho đảng tự do chứ không phải là một cái đơn vị được gặp may mắn trong đợt bầu cử vừa rồi. Ashton đã từng là một đơn vị an toàn nhưng mà trong cái cuộc bầu cử vừa rồi đã trở thành đơn vị bấp bênh. Và nếu bây giờ mà trở lại được cái vị thế của một đơn vị an toàn thì cái uy tín của ông Peter Dutton sẽ gia tăng. Còn ngược lại đó, nếu mà ông giữ được nhưng mà cái chỉ số khách cao đó, thì có thể bất phân thắng bại, nửa thắng nửa thua. Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà ông thua thì tôi cho rằng cái đó là một cái sự thách đố rất lớn cho ông Peter Dutton, là tại vì ông phải khôi phục lại cái vị thế của ông trong cử tri. Dạ vâng. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là phải chọn nhân vật nào để ra ứng cử tại đơn vị Ashton, bởi đó sẽ là chìa khóa để quyết định sự thắng bại hay là thắng thua của lãnh tụ Peter Dutton trong cái thách thức lần này. Tôi nghĩ là nếu mà ông Peter Dutton, tất nhiên cái chuyện này nó tùy cái đảng bộ tại địa phương, nhưng mà tôi nghĩ ông Peter Dutton mà có thể ảnh hưởng được cái vấn đề tuyển chọn ứng cử viên này, thì tôi nghĩ ông có lẽ nên chọn một phụ nữ có khả năng, có danh tiếng, có đủ mọi cái yếu tố để trở thành một chính trị gia tốt, thì may ra ông có thể thắng cử được. Mà nếu mà một cử ứng cử viên mà phụ nữ mà thắng cử thì nó lại là một cái điểm tốt cho đảng tự do, là tại vì nhân số phụ nữ trong đảng tự do hiện bây giờ rất là ít. Như vậy thì Kim Hoàng sẽ phải đề cử cho lãnh tụ đối lập là luật sư Lưu Tùng Quang đề nghị là một ứng cử viên phụ nữ cho đơn vị Ashton trong cuộc đua sắp tới. Cái đó là chỉ riêng của một công dân gốc Việt. Và kính thưa luật sư, ngoài những vấn đề sinh hoạt chính trị rất là nhộn nhịp trong tuần lễ này, thì chúng ta thấy là trong sinh hoạt kinh tế, việc ngân hàng trữ kim gia tăng lãi suất cũng là một yếu tố mà các cơ quan truyền thông không ngừng tranh cãi kể từ sau ngày 7 tây tháng 2 cho đến nay. Đặc biệt, nhiều chuyên gia kinh tế còn cho rằng quyết định lần này của ngân hàng trữ kim RBA có thể sẽ là một trong những nguyên nhân đưa đẩy nước Úc đến bờ vực suy thoái kinh tế. Luật sư nhận xét như thế nào về những nhận xét của các kinh tế gia? Nhận xét của các kinh tế gia nó không có thuần nhất. Có nhiều người nói rằng nước Úc đang có một cái ngõ hẹp có thể thoát được cái tình trạng suy thoái kinh tế. Nhưng mà có những người khác thì nói rằng nước Úc đã không còn cơ hội nữa và cái nguy cơ suy thoái kinh tế thật sự nó có thể xảy ra. Tất cả đều dựa vào những cái yếu tố như đời sống đắt đỏ và là lãi suất tiền mặt. Và cái thị trường bán lẻ là một và cái thị trường gia cư là hai. Bây giờ chúng ta đi từ giai đoạn một. Bây giờ những người mà chủ trương là nước Úc có thể thoát được cái tình trạng suy thoái qua một cái ngõ hẹp là những người tin rằng cái quyết định của ngân hàng trữ kim vừa rồi như cô Cương Hoàng vừa mới nói đó là gia tăng thêm 0.25% và có thể tiếp tục gia tăng thêm ít nhất là một lần nữa. Thì họ nghĩ rằng ngân hàng trữ kim tất nhiên là có cái quyết tâm là muốn chế ngự được, muốn kèm giữ và giảm hạ cái chỉ số lạm phát. Cái đó là cái nhiệm vụ của ngân hàng trữ kim. Nhưng mà cái khó khăn của ngân hàng trữ kim đó là làm thế nào để giảm hạ cái sinh hoạt kinh tế để cho cái áp lực đối với lạm phát nó giảm đi, nhưng mà đồng thời không đẩy nước Úc xa vào cái tình trạng suy thoái. Cái đó là một cái phương trình rất là khó khăn. Cái đó là một cái lập luận. Lập luận thứ hai đó là có một số kinh tế gia và nhất là có một cái công ty về tài chính, thì họ căn cứ vào trong cái phản ứng của dân chúng, căn cứ vào cái sự khó khăn của dân chúng trong cái tình trạng đời sống đắt đỏ và nhất là căn cứ vào cái diễn tiến mà nó sắp xảy ra, tức là có khoảng 800.000 người sẽ phải chấm dứt cái khế ước thế chấp theo lãi suất cố định để trở thành lãi suất thay đổi, tất nhiên là từ 1 hoặc 2% lên 6-7%, thì họ sẽ chơi với, họ không có đủ tiền để trả.
Và cái thứ hai nữa đó là cái chỉ số sinh hoạt trong cuối tháng vào cuối năm 2022 nó giảm đi 2-3%. Thực sự thì trong cái quý tư của năm 2022 chỉ số sinh hoạt bán lẻ nó đã giảm 2%. Rồi một cái quan trọng hơn nữa đó là dự trù là nếu mà ngân hàng trước kia mà tiếp tục gia tăng lãi suất như họ dự định là tới tháng 8 này nó sẽ lên trên 4%, thì cái nguy cơ mà nước Úc có thể rơi vào tình trạng suy thoái đó, nó lên tới 70%. Mà 70% đó thì tôi nghĩ là một con số rất là cao. Cho nên chúng ta nhìn chung quanh tất cả những cái lập luận đi lại như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng không những là các kinh tế gia tại nước Úc mà các kinh tế gia trên toàn thế giới, kể cả kinh tế gia của cái quỹ tiền tệ thế giới quốc tế IMF cũng có cái lập luận tương tự như vậy. Cái vấn đề được đặt ra đó là làm thế nào để ngân hàng trữ kim có thể vừa đạt được cái tình trạng giảm hạ lạm phát mà không đưa đẩy cái nền kinh tế Úc châu vào cái tình trạng suy thoái. Chúng ta nên nhớ rằng vào năm 1990 thì cái chỉ số tiền mặt của nước Úc bây giờ là trên 4% và cái chỉ số lạm phát là cũng trên 7.8% và nước Úc rơi vào tình trạng suy thoái 1990. Lần này đó thì nó có nhiều cái yếu tố khác. Ngoài cái vấn đề nội bộ, nó còn có cuộc chiến tại Ukraine, nó còn có cái vấn đề sinh hoạt tại Trung Quốc không còn khả quan như trước đây, mà cái thị trường, mà cái sự vận hành, cái sự phát triển của GDP của nước Úc nó tùy thuộc một phần rất là quan trọng vào cái thị trường Trung Quốc. Bởi vậy mà ông Albanese cũng như Bộ trưởng Thương mại John Farrell đang nỗ lực rất tối đa để làm thế nào cho Bắc Kinh phá vỡ tất cả một cái cấm vận về cái hàng hóa của nước Úc. Thật ra thì nước Úc của chúng ta cũng đã nhận được những cái dấu hiệu khả quan đầu tiên rồi, nếu mà chúng ta muốn nói đến vấn đề giao thương với Bắc Kinh, là bởi vì 72 tấn than đá đã được nhập cảng vào 72.000 tấn đã được nhập cảng vào Trung Quốc sau gần 3 năm cấm vận. Và ngày hôm qua thứ 6 thì thông tin mới nhất cho thấy tôm hùm có lẽ cũng là mặt hàng thứ nhì sẽ được nhập cảng bởi những cái công ty ở Trung Quốc. Đó là những cái dấu hiệu đã diễn ra trước cuộc gặp gỡ giữa hai bộ trưởng thương mại. Và sau cuộc gặp gỡ giữa hai bộ trưởng thương mại vào ngày 6 thì tháng 2 vừa qua, thì bộ trưởng thương mại Bắc Kinh đã đặt lời trên mạng. Và đằng này thì ông bộ trưởng thương mại Úc được mời để gặp mặt đối mặt tại Bắc Kinh với bộ trưởng thương mại của Trung Quốc là Wang Wentao. Và đó là những cái dấu hiệu mà tất cả mọi người cho là khá là khả quan. Tuy nhiên những cái dấu hiệu này nó vẫn không thể giúp ích nhiều được cho cái sinh hoạt kinh tế hoặc là cái đời sống đang đắt đỏ tại Úc hiện nay. Và vì vậy mà những cái dự phóng về nguy cơ suy thoái lên đến 70% nó vẫn diễn ra. Riêng cá nhân luật sư Lưu Tùng Quang, giữa hai cái lập luận là kinh tế của nước Úc sẽ không suy thoái bởi vì vẫn còn một cái ngõ hẹp để mà đi, hoặc là kinh tế của nước Úc sẽ bị suy thoái, luật sư Lưu Tùng Quang thiên về cái vế nào? Nếu tôi là người bi quan thì tôi tin rằng lần này nước Úc không thoát được cái tình trạng suy thoái, mặc dù cái tình trạng suy thoái đó là tình trạng suy thoái nhẹ. Chúng ta phải nói như vậy là tại vì cái tình trạng suy thoái được định nghĩa là GDP phát triển âm liên tục trong hai quý, tức là quý đầu và quý thứ nhì, mà phát triển âm thì nó trở thành một cái suy thoái theo định nghĩa của sách vở. Thì cái điều đó có thể xảy ra, thí dụ như trong cái quý 3 của năm 2023, nếu Úc gia tăng âm 0.1%, rồi đến cái quý 4, nếu Úc cũng gia tăng 0.1% âm, thì thật sự tính về cái phương diện thực chất, nó 0.1 âm, nó không có cái gì là quan trọng cả, nhưng mà nó vẫn là cái suy thoái. Cho nên nếu mà tôi có thể dự phóng một cách rất là cực kỳ can đảm thì tôi nghĩ là nước Úc sẽ có suy thoái, nhưng mà suy thoái rất nhẹ, tức là nó không coi như là không, coi như là không bị, và đó chỉ là về mặt kỹ thuật mà thôi. Đó là về mặt kỹ thuật, mà trong thực chất thì nó không sao, tại vì trong trường hợp mà nó suy thoái nhẹ như vậy thì nó thể vượt ra suy thoái một cách rất dễ dàng. Chỉ khi nào mà thí dụ như trong cái một quý mà nó giảm 0.2%,
rồi trong cái quý thứ nhì nó giảm 0.5%, à thì lúc đó là serious, lúc đó là nó nghiêm trọng, là tại vì cái thời gian mà phục hồi trở lại nó sẽ rất lâu. Yeah. Tuy nhiên nói về rồi đó thì tôi cũng nghĩ là cũng có còn một cái cơ may nào đó mà nước Úc có thể thoát được với cái điều kiện, với hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất á, là chính phủ Albanese phải giảm chi, tức là có những cái chương trình mà cần thiết, quan trọng phải chi tiêu, nhưng mà vì cái lợi ích chung tạm thời giảm chi, ví dụ như cái chương trình xây dựng 15 tỷ đô la, hay là cái chương trình tài trợ cho cái kế hoạch bảo hiểm khuyết tật mà bây giờ nó lên tới 30-40 tỷ đô la. Mà nếu chính phủ Úc mà giảm chi, bớt được những cái chi tiêu đó thì cái áp lực lạm phát nó sẽ giảm. Mà nếu cái áp lực lạm phát nó sẽ giảm thì ngân hàng trữ kim không phải gia tăng lãi suất thêm 5-3 lần nữa, mà có thể chỉ gia tăng lãi suất một lần mà thôi. Cho nên trong cái bối cảnh mà ngân hàng trữ kim có thể chỉ gia tăng thêm một lần nữa thôi và chính phủ giảm chi để cho cái áp lực lạm phát nó không còn nữa, thì tôi tin rằng trong trường hợp đó nước Úc có thể thoát khỏi cái tình trạng lạm phát, cái tình trạng suy thoái kinh tế. Đó là sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách thuế khóa của chính phủ, của ngân hàng trữ kim và chính phủ. Tức là phối hợp với chính sách gọi là kinh tế tài chính của chính phủ, mà từ tiếng Anh gọi là fiscal policy, và chính sách tiền tệ của ngân hàng trữ kim mà tiếng Anh gọi là monetary policy. Và tại vì một vế cố gắng nhưng mà cái vế kia nó không có cái phản ứng đồng nhịp thì nước Úc dễ dàng rớt vào tình trạng suy thoái kinh tế. Và kính thưa luật sư, trước khi chúng ta chấm dứt chương trình thì luật sư nhận xét một cách tổng quát cả về sinh hoạt chính trị lẫn sinh hoạt kinh tế của nước Úc trong tuần này như thế nào? Tôi nghĩ là tuần này đó nó là một cái điều ngạc nhiên cho các giới quan sát. Tại sao tôi nói như vậy? Là tại vì chỉ trong 4 ngày đầu của phiên họp của Quốc hội, 4 ngày đầu của năm 2023 mà nó đã có vài cái sự ngạc nhiên. Thì chúng ta chưa biết là trong những ngày sắp tới nó còn có sự ngạc nhiên nào nữa. Đó là cái sinh hoạt chính trị mà tôi nghĩ là các giới quan sát rất là thích nhìn thấy, là tại vì nó interesting, nó thú vị. Cái vấn đề là những người đứng bên ngoài không phải là chính trị gia, cũng như không phải là những người quyết định, thì có thể bàn cãi với nhau. Nhưng mà chúng ta phải công nhận một điều là các chính trị gia tại Úc làm việc rất cực nhọc và làm việc xứng đáng cho cái sự tín nhiệm của cử tri, và đó là cái sự quan trọng của cái nền dân chủ Úc Châu. Rất cảm ơn những nhận xét của luật sư Lưu Tùng Quang cho chương trình Điểm Báo ngày hôm nay thứ Bảy. Một lần nữa Kim Hoa xin trân trọng kính chào và kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại với tất cả quý khán giả trong những chương trình Điểm Báo vào tuần tới. Cảm ơn luật sư đã cùng tham gia. Cảm ơn cô Kim Hoa và tất cả các quý vị khán giả đã theo dõi chương trình này.